chú có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Về cái gì? Dạ, tên tuổi, địa chỉ. Địa chỉ à, tên tuổi hả? À? Dạ. Mình tên là Bằng Văn Nam. Dạ. Năm nay là 54 tuổi. Dạ. Thì không biết là chú nuôi heo này được lâu chưa? Nếu mà tính ra gần 5 năm rồi ạ. Dạ, nhưng mà mình nuôi chưa có chuyển sang dạng nuôi heo xưa, nhưng mà mình nuôi cái heo ở dòng lai, cái kiểu mà lai rừng thiên nhiên á. À, heo lai, heo rừng. Lai rừng á. Dạ. Tức là vừa mỏi vừa lai rừng á. Dạ. Heo thiên nhiên nhiều, chứ còn heo nuôi heo xưa thì chưa, nhưng mà mình lai giống của heo xưa thì có nuôi qua. Dạ. Có bán đường 727 à. Dạ, chú cho biết là cái NN1 này sử dụng thì cái tác dụng. Men chứ gì? Dạ, đúng rồi. Câu của men này thì rất tốt. Dạ. Và nói là theo cái tài liệu nó giới thiệu á, thì nó còn có thể coi như là cái công dụng nó công hiệu hơn đó, nếu mà ngay cái vùng địa bàn mình ở đó. Dạ. Chứ còn vùng khác thì mình không bảo đảm. Chứ mình ủ hồi kìa, con nó đủ 24 tiếng, tới 48 tiếng gì thì 89 gì, đây thì mình ủ cần 18 tiếng là dám cho ăn. Dạ. Tức là heo ăn không có phản ứng. Dạ. Là heo nó mình cho, thường thường cái đó mình cho một con ăn là bao nhiêu thương? Khoảng chừng nửa ký, tức là tùy theo lớn nhỏ, nhưng mà cái dạng mà bắt đầu ăn được phải nửa ký con bữa. À, thì càng lớn như nguồn nó tiêu thụ càng nhiều thì đương nhiên nó tăng trọng nó càng nhiều thôi. À, vậy là một ký men này, ấy một nửa ký men này là ủ được bao nhiêu ký cám? Nếu mà theo như địa bàn đây mình ủ trực tiếp thì mình ủ 150 ký chứ không phải 100 ký. Dạ, 150 ký cám. 150 ký cám là dừa chấu này, tức là cám cám gạo, cám bắp. Dạ. Rồi với bã mì rồi các cái như là cái mì sắc lạc á, tinh bột á, mình đổ cho nó, tức là mình ủ. Nhưng mà 18 tiếng cho tới 24 tiếng là dư sức cho ăn rồi. Không có bị rối loạn tiêu hóa cả. Là heo nó ăn heo khỏe ăn rồi. Thoải mái. Heo thì không biết là mình nuôi cái này thì nó tăng trọng với lại cái chất lượng thịt như thế nào ạ? Không, theo như mình đưa cho từ bón quay á thì thấy cái lượng nạc thì nó cũng đạt. Đúng cái dạng đi quay heo qua thì đạt. Nhưng mà ra chợ bày thì nó lại khác. Chợ bày nó đòi heo phải sạch, nạc sạch ra thì đương nhiên là nó phải thuộc cái dạng công nghiệp rồi. Sạch ra được chứ mình ở đây nuôi heo kiểu dân giả mà. Nó có nặng là kiểu tầm chừng thôi, nhưng mà quay thì coi như mấy ông đó chấp nhận rồi đó. Heo quay thì nó ok hết. Nó ok á, tức là nó có vừa mỡ vừa nặng thì nó lại coi như chấp nhận cái heo này. Ở nhà đây thì bắt đầu mới nuôi từ cái heo mình nuôi kiểu mà bình thường dân giả hồi xưa mới lai cái loại heo xia nuôi thôi, chứ còn nuôi heo đặc xia thì chưa nuôi. Đặc xia thì chưa có cái loại heo đó nạc nó nhiều hơn. Nạc nhiều. Mà cái lượng thức ăn của nó khác với dạng mình nuôi đây nhiều, nó ăn phải công thức. Chứ còn mà đưa về cái loại mà mình bây giờ ủ men lên ăn đó là chưa có thử qua. Chưa có thử, nhưng mà kỳ này chắc thế nào cũng thử rồi. Rồi đi mình thử này. Tính mua con heo theo giống về mình chuẩn bị lai để thử lên cho nó ăn cái loại men này. Thì mình xài cái này có tiết kiệm được nhiều không chú? Trong nó giảm nhiều chứ. Giảm những cái giảm gì? Giảm là biết sao, khi mà mình ra cái tinh bột, cái cám của nó 1 ký gì. Thì coi như là mình tăng lên nó được tới ký rưỡi, ký 8 lần. Một ký tinh bột á, mình đổ nước ủ men lên á thì một ký nó tăng lên tới ký mấy, nên nó tối thiểu nó phải được ký rưỡi. Thì cái lượng ăn nhiêu đó, trọng lượng cũng nhiêu đó thôi. Vậy là nó lợi hơn. Nếu mà cái từ cái con bắt đầu mà tắt bay mà ăn được nó là nửa ký, cả một bữa. Thì tùy theo lớn thì cho ăn nhiều, nhỏ rồi. Thì cho ăn ít thôi. Nếu mà con nó ăn khỏe có ngày nó sẽ ăn 3-4 ký cám ủ này được. Nếu mà heo gần tả đó, nó ăn được coi như là 3 ký á. Một ngày á, cứ một bữa nó ăn ký hơn có thể ăn được. Vậy là heo ăn khỏe hơn nhiều dữ vậy. Nó ăn chứ. Chú đây nuôi heo là coi như là sợ không có lương thực cho nó ăn thôi, chứ không có sợ gì. Ít bệnh lắm. À, ngoại trừ heo ăn tốt hơn với lại heo khỏe hơn thì bệnh tật như thế nào? Nó không có bệnh. Không bị bệnh. Tới lúc bán luôn. Từ lúc nuôi đến lúc bán là không lúc có bệnh. Bán luôn, không bệnh. Chỉ có lúc mà khi mới đẻ thì mình phải chích ngừa đủ các loại thuốc. Thứ nhất là ra là coi như chích lần đầu là chất sắt 3 ngày. Rồi thêm 10 ngày sau nữa chích lần 2 chất sắt, tức là thuốc bổ máu á. Rồi từ 40 ngày, từ 30, 35 ngày đổ lên tới 45 ngày á là mình cứ chích một liều cái loại 3-1 thôi. Vậy là đủ rồi. Đủ thôi. Thì ngoài 70 ngày có mình sổ lại. Rồi quy trình vậy thôi, nếu mà heo được thì mình khiến vậy thôi. Vậy thì ngoại trừ những cái tác dụng đó thì nó còn có tác dụng khác không ạ? Con nghe nói là thường thường là phân nó ít mùi hơn đúng không? Không, phân của nó ra cái dạng nó đặc biệt hơn cái loại heo kia, phân nó không có hôi. Thứ hai, nhiều khi mình khi lười á, mình không hốt được kịp á, thì cái phân nó tự rã mà nó lại có cái mùi nó lên men như trắng trắng vậy á. Vậy là men sẵn của trong thức ăn. Nó phân hủy cái phân heo nó không có hôi. Hồi nãy con thấy là nó ít hôi hơn mấy cái chai heo kia. Chút xíu em ra đây nè, có bài đây nuôi 30 con nè, đi ngang qua là
có mùi liền. Rồi mùi nó nặng lắm, tới trưa ngồi đó nhiều khi ngửi mùi con chú cũng nổi luôn á. Dạ, mà heo mình là không có hôi gì hết. Nếu mà hôi là không khá rồi. Dạ. Hôi là sớm muộn gì thế nào cũng bị nhiễm khuẩn. Dạ đúng rồi. Ở đây mà làm được những mấy tay này như vậy là chắc cái chuồng mình đây là chắc còn hôi kinh nữa. Đây đâu có hôi đâu. Đây mình nuôi 3 năm, 3, 4 năm, chắc 5 năm rồi. Từ cái ngày bắt đầu nhưng mà chưa xây ra cái dòng mà nuôi heo siêu nạc thôi. Không biết là chú có giới thiệu cho bà con nào chưa? Đâu bà con đây cũng có mấy người qua hỏi rồi. Dạ. Lần này chắc có người tới mua hỏi mua á. Dạ. Này cái bà hôm qua mình mới bán heo lấy đi heo nuôi á. Dạ. Bà bây giờ hỏi đây mua để ủ kìa. Bà chỉ cho cách cho bà ủ. Cũng hay. Không mà phải siêng cơ. Nói gì nói nếu mà làm phân ủ men thì phải siêng làm, không siêng làm cũng được. Dạ. Khi mình ủ một mẻ coi như cám gì. Dạ. Mình nên cho nó ăn quá 5 ngày. Dạ. Tức là 1 cho tới 3 ngày thôi, ngày thứ 4 là mình ủ sẵn. Dạ. Vậy là mình xoay vòng. Nó xoay vòng nó mới tốt. Chứ ăn lâu nó không tốt đâu, nó sẽ tạo ra cái nấm mốc nhiều. Dạ đúng rồi, tại vì thường thường là mở ra để lâu quá thì mốc nó vô. Mốc nhiều. Dạ. Đó cái thùng cám sắp thấy đó giờ. Dạ. Bữa thứ 3 rồi đó. Dạ. Cái mai bắt đầu nó chuyển màu á. Nó chuyển màu đen. Dạ đúng rồi. Chiều nay là coi giờ chuẩn bị ủ nè, mai cho nó ăn cái đó khá rồi, bữa nay ăn thấy cái này. Cái này nó chỉ hơi cực một cái là mình phải canh ngày. Nó phải cực. Mình bảo nó phải siêng. Dạ. Không siêng thì không được. Được cái nó tiết kiệm nhiều với lại... Tiết kiệm được cái phần coi như nếu mà mình muốn cái hàm lượng heo lúc nào cũng vậy. Chất đạm càng nhiều thì nó càng tăng trưởng thôi. Dạ. Cái này mình ăn để lót cho nó lên thôi nhưng mà cũng cần phải thêm chất đạm cho nó. Dạ. Đạm là thường thường là chú cho thêm ăn gì ạ? Đậm đặc. À, nếu mua tiền nhiều thì mua nhiều cho nó ăn thì nó mau chóng hơn thôi. Cái đậm đặc là nó thúc mà. Dạ. Đậm đặc nó thúc lên. Heo mà càng ăn nhiều đậm đặc thì nó càng lên mỡ nhiều thôi. Thì không biết là chú thấy cái men này có cần cải tiến gì không ạ? Cải tiến nhưng mà thấy con heo nó thải ra đỡ hôi là mình thấy được. Là thấy sướng rồi. Nó đỡ hôi. Còn thường thường mấy cái kia mà không có cho ăn cái loại này nó thải phân hôi lắm. Thì không biết hồi nãy con nghe chú nói về cái loại mà men khác để ủ phân á là những cái men gì hả chú? Cái men nước á. À, Balasa hay là... Để hỏi Bình ơi. Cái men nước là men gì, cái thuốc nước á, thuốc ủ mà ủ phân á, piro hả? Tức là đổ vô, tức là mình quậy lấy hai phi nước, một phi nước gì á, mình đổ khi mình đổ nạo được cái phân á, đổ lên bắt đầu mình đẩy cái tấm vải bạt chùm kính á. Dạ, piro cái đó là của Mỹ. Phải Mỹ không? Dạ. Tức là mình ủ cái phân, cái nước đó tốt á. Dạ. Khi mà cái đống phân nó có cái phân heo rồi, cái mùi mà chất thải mà là phải hôi thôi. Dạ. Nhưng mà mình ủ cái đó mở là không có hôi. Dạ. Là ủ một cái là ra bón cây là ok hết. Bón cây là không sợ rồi. Yeah. Nhà có bón đợt rồi đó. Nó không có gì hết đó. Không có mùi là cũng chẳng có cái mùi hôi gì hết đó. Yeah. Mà cho cây nó cũng không có cứng đó. Yeah. Nhiều loại như phân chuồng mà mình thải ra phân heo đổ ra gì, đổ tới đâu là đất cứng cái đó đó. Đất nó chai á. Yeah. Cứng mặt hết đó. Cái loại đó ủ phân tốt. Nó cái loại đó thì ủ với phân tốt. Hình như nhưng là phải nhiều. Con thấy quy trình là nó còn ủ được rơm rạ cái thứ nữa. Đâu, rơm rạ, đã nói là rác là được hết. Dạ. Rác hữu cơ là được. Hữu cơ tức là cái rồi lá cây cái gì cũng được, rác gì cũng được đổ lên. Dạ. Mình ủ được thời gian là nó tự mục à. Dạ. Nó tự hoai. Cái đó là bón tốt lắm đúng không chú? Không bón được. Dạ. Thấy cảm thấy nó được lắm. Chứ nó được cái là nó không bị nhiễm khuẩn. Dạ. So với chi cô đẹp ma chú thấy cái nào tốt hơn à? Chi cô đẹp ma là chỉ có ủ chuồng thôi. Dạ, phân chuồng ủ thôi. Ủ chuồng thôi, tức là ủ chuồng, tức là rải chuồng thôi. Dạ, còn cái này là ủ hết luôn. Cái này ủ hết. Dạ, vừa chuồng vừa... Vừa chuồng vừa cái gì rôm rã cho lên, miễn sao là mình khi ủ xong mình phải trải bạt ủ kín. À, vậy ủ là xong. Mình thấy cái này nó được vậy là nó sát khuẩn này. Khi mình ủ kín vô gì 2-4 tiếng hồ ra mở ra thì mình thò tay vô thiếu được muốn cháy tay. Dạ, vậy là nó nóng. Cái hầm hơi á, nó nóng. Nhờ cái nóng nó sát khuẩn chứ. Nóng lắm. Khi mình đào lên cái gì đem đi bón gì đạp chân vô còn muốn bỏng mà vậy là dữ lắm á, nó dữ thì phải được có cái vậy nhưng mà phải phủ cho kín nha. Yeah. Phủ cho thiệt kín, nếu có hai lớp càng tốt, lấy cái vải bạt này nè. Yeah. hai lớp thì tốt, đẩy kín lấy đồ đè lại. Yeah. Nóng á. Dạ thôi con cảm ơn chú. 8-290.000 một bao 25 kg. Yeah. Này, thì có dạ. Hai cháu cứ về lấy sách ra mở làm bài toán thôi, cứ bình quân cho 3 tạ cá một tạ heo hơi thôi. Dạ. Ăn không ăn là biết điện. Mà tính bây giờ không dám nuôi luôn. Dạ, đúng rồi. À, có làm luôn. Giỏi lắm là Huệ Vốn mua 7 heo về mà coi như là có một con đi du lịch là coi như là thấy đâm đuối lắm ơi. Một dạ. Con du lịch tức là đi Campuchia rồi đó, tức là đi Lào rồi đó, tức là xong rồi đó, là thấy mất trắng rồi đó.
Dạ đúng rồi. Dạ nuôi cầm chừng, nuôi đỡ chống chuồng không à? Đỡ chống chuồng một phần, thứ hai là mua để lượng lấy dự phân. Dạ. Để chăm cây thôi chứ còn ủ đàng hoàng á, ủ men của con mình còn được, cái kiểu mà cả trớn là không có được đâu ạ. Cái bài là xa á. Ừ. Dạ. Cái đó ủ cũng tốt. Ủ đàng hoàng á thì coi như mà mình phải cho đàng hoàng mới được, còn không được. Dạ. Chứ mà bây giờ làm cái phân mà cả trớn mà nhiễm khuẩn là trồng vô cây trồng chết. Để chết cây hết. Mẹ giờ ở nhà đây nè, nguyên một vàng tiêu đi hết ở dưới. Ủa hồi đó là chú ủ phân gì? Hồi đó là tiêu, hồi đó đâu có ủ, hồi đó chơi phân hóa học không à. À, chơi phân hóa học. Phân hóa học tức là món NPK, ure, kali. Nó qua hết cái thời gian nó kiểu mà đất nó ăn chất hóa học nhiều quá, nó bị oxy hóa, nó thành ra kiểu muốn sa mạc hóa, nó bạc màu. Dạ. Đó, bây giờ này trồng hết 3 lần cà phê này, không màu được nào đó. Nó tàn dư thưa còn dư cây á. Dạ. 3 mùa đó. 3 lần cà phê giống rồi đó. Nên phải cải tạo đất lại. Bây giờ không dám trồng nữa. Không phải cải tạo nữa, không dám trồng, trồng loại cây trồng khác. Dạ, đúng rồi. Đó bây giờ thì chuyển qua trồng bưởi này. Luôn này này. Năm nay tính mua mấy chục cây bưởi giống vô. Dạ phải xài phân chuồng các thứ. Phân chuồng thì bây giờ đó, cái rác của nhà đưa cây bắp này đưa xuống dưới con vô học ở dưới kêu về ba phải làm ủ, mình ủ được một lượt rồi đó. Dạ. Tức là ủ cái cây bắp này với phân heo rồi cho vô là dùng cái thuốc nước á. Ừ. Đổ lấy hai phi nước tức là giải đảo nó lên. Dạ. Bắt đầu chùm vải ni lông vô. Ừ. Từ 30 tới 60 ngày bắt đầu mới đem ra rải. Thì đó mới chắc ăn được chứ còn kiểu mà cho mấy phân hóa học với phân chuồng sống là chết hết. Chết. Cái này là 3 ngày á. Cái mới ủ mà ngày thứ 3 mà coi như ngày đầu á từ 18 tới 24 tiếng hồ nó còn thơm hơn thế này. Nó có mùi thơm đó. Thấy thường thường là kêu là 24 đến 48 tiếng là nó đảm bảo. Vùng mình đây coi như là bên chú để thử rồi. Không cần. 18 tiếng là coi như là nó ăn thoải mái rồi. À 18 tiếng là thoải mái. Thuốc này nó mạnh lắm. Ban đầu thì con nó đưa về mình cũng cho làm theo cách thức của bên 24 tiếng hồ. Cứ nửa ký. Vẫn ủ với cái thuốc nổi lên men đó. À, men với lại bột tả gì. Với mấy cái bột giảm mất tinh á. Nhưng bây giờ mình thấy khỏi cần. Một gói đó ủ được 150 kg chứ không phải là ủ 100 kg đâu. Nếu cái vùng địa phương cái nhiệt độ mình thế này. Vùng địa phương khác thì mình không bảo đảm. Này chỗ này là nóng hơn. Nóng hơn. Nóng hơn đúng rồi. Tức là mình cho heo ăn không có bị tiêu chảy gì hết. Ăn phân thả vẫn bình thường coi như là ăn được thải được ra là không có bị gì hết. Không bị tiêu chảy luôn. Vậy cũng đỡ cái tiền thuốc men thì mình cũng căn cứ theo tài liệu nhưng mà từ từ nghiên cứu lại nó không phải. Yeah. Thời gian rút được ngắn hơn. Yeah. Mà cái lượng nó lại pha được nhiều hơn nữa. Chỉ cần 18 tiếng thôi là cái thức ăn chín. Cảm ơn cháu có ăn về nha. Cảm ơn nha. Yeah. Con heo giống thì cộng thêm 3 triệu mấy nữa cái tiền lương cử tao cho nó ăn nữa, chưa tính thuốc men nha. Yeah. Thì bán ra con heo thế lỗ trắng 200 ngàn. Tức là người làm siêu á. Chứ còn không siêu còn lỗ khiếp nữa. Xài cái này là một thì đỡ hơn. Đỡ cái này thì nói chung ra giờ mình đổ, nếu mà có cho nó ăn lại lượng đạm nhiều thì nó càng lớn mau thôi. Không thì nó cứ cầm chừng như vậy thôi. Yeah. Nó cũng tàn tàn, nó cũng lớn. Yeah. Nhưng mà tính ra tới sau cùng thì mình không có được vốn. Vẫn hồi được vốn. Nó hồi được vốn là coi như có lời không nhiều. Miễn sao là nó không lỗ là mừng. Nó không lỗ là mừng chứ không phải giỡn. Yeah. À bây giờ tính quy trình mình ủ cái men này gì. Mình cho nó làm 3 tạ đi. Nó không được đúng 100 kg hơi nhưng mà được 90 kg. Yeah. Thì nếu 30 đi để 2,7 triệu. Yeah. Nhưng mà 3 tạ cám nữa đó mình mua, nếu mình ủ với 3 tạ cám bao nhiêu, 3 tạ cám là chỉ có 3 gói men này, 3 gói men là chạy đi có 100 ngàn. Yeah. Đúng là 100 nghìn. Yeah, đúng rồi. Nhưng mình đổn với cái kia 3 tạ bình quân là cho nó cái bắp thì 70 76, còn cái kia 64, hai cái cộng là 140, tức là 7 ngàn một ký cám. Yeah. Cộng thêm 100 ngàn nữa là 3 lần 7, 2 triệu 1, với 100 ngàn cái 2 triệu 2. À. Thì mình nuôi heo đó mình có thể không lỗ được. Yeah. Không kiếm được ít tiền công nó cũng không có lỗ được. Cái heo con thì mình vừa vốn thôi, tức là nó không có mất được gốc. Vậy là tính theo cái cám công nghiệp là 3 triệu, còn cái 3 cái triệu mấy á, yeah, nằm ngoài 3 triệu mấy chứ không phải 3 triệu. Còn cái ủ kiểu này chỉ có khoảng 2 triệu 2 thôi đúng không ạ? 3 triệu 2 triệu 1, 2 triệu 2 cho tới 2 triệu 3 thôi. Yeah. Đó là 3 tạ cám á, cho nó ăn á. Vậy là mình xuất chuồng luôn đúng không chứ? Tức là xuất chuồng luôn. Còn nó cứ lịch khoảng chừng 10 kg con á, nó lịch nhiều. Yeah. Lịch là lịch theo cái lượng chất đạm mình cho ăn thêm á, nếu muốn nó tăng trọng thì mình tăng chất đạm. À. Tăng cái đậm đặc lên. Dạ. Mà đậm đặc bây giờ là 430 ngàn một bao 25 kg. Yeah. Cái đậm đặc mà công thức của xí nghiệp nó làm. Yeah. Cái đó thì là tùy cái khả năng của mình thôi. Yeah. Nếu muốn lẻ thì mình tăng cái ăn nhiều. Yeah. Thế đó thì mình để tức từ từ. Mình đổ xong thì cho nó ăn xong là mình lấy đậm đặc.
tức là đổn thêm vô cho nó ăn. Thì ăn càng nhiều ăn càng heo càng khoái ăn, cái động đặc nó có cái ngọt, cái kiểu mà nó thơm mà. Nó thơm thơm ngọt ngọt. Thơm mà nó lại có độ ngọt, nó là đạm mà. Dạ. Cái nhu cầu của nó chỉ có vậy thôi, chứ còn mình mà nếu mà muốn nuôi theo công nghiệp tôi bảo đảm ông nào có nói giỏi lời được đấy. Nếu mà cái thần tiên á, cái này mà nuôi theo công nghiệp mà tính ủ được thì chắc lời nhiều dữ nữa. Phải có công đồn. Phải có, tức là có cái máy để đổn, là có chỗ để ủ. Dạ. Mà theo cái số lượng của mình. Dạ. Thì ví dụ mình nói bữa nay một tạ ăn một ngày thì mình đổ 3 tạ ăn 3 ngày hết lại ủ tiếp. Dạ. Chứ không để được lâu. Dạ. Cái này là được 3 tới 5 ngày thôi, 5 ngày là bắt đầu nó lên mêu rồi. Dạ. Lên nắm cái ăn không tốt rồi. 3 ngày thì được, bữa nay ủ gì mai ăn, ăn tới ngày thứ tư rồi là mình phải ủ mẹ khác thay. Cái này là mình ủ ở trong thời tiết là khoảng bao nhiêu độ hay chưa? Nếu mà tính độ càng cao thì nó càng giảm thời gian. Trên. Nếu mà nằm 37, 38 độ thời gian nó càng giảm. Vậy là tính là mình khoảng để 2 ngày là tốt nhất đúng không chú? Nếu mà ở trên Đà Lạt chứ vùng này chắc không cần đâu. Vùng này chắc có 24 tiếng đồng hồ là thấy đặt xong hết rồi. Là nó đã cháy coi như là đút tay vô là coi không dám thò vô mà. Yeah. Nó ủ cháy ghê lắm. Cháy chín á. Tức là nó ủ cái nhiệt độ nó lên chín, giờ nó còn nóng này. Đi xuống đây là nó ở dưới này nè. Đó rồi sáng đảo rồi đó. Là nó giờ còn ẩm ẩm này. Nó ẩm á. Còn ẩm tay á chứ không phải không? Nó lúc nào nó cũng ẩm ẩm hết á. Nhưng mà mình nói thì là một lẽ thôi, nhưng mà khi mà trực tiếp mình cho ăn kìa, mình thấy con heo kia nó thải phân ra kìa, nó thải kìa, nó không có biểu bị mà thay dặn tiêu chảy rồi các cái á, thì mình sợ thôi, chứ còn ăn vô nó bình thường, nó thải bình thường thì mình đâu có lo đâu. Không có lo chuyện đó. Mà nó còn lên chậm nhanh. Tức là nó tiêu hóa tốt. Yeah. Tức là cái này chứng tỏ là nó không có độc thì nó mới không tiêu hóa, chứ nó mà chạy được cái là chứng tỏ nó có độc, nó bị nhiễm khuẩn nó mới đi tiêu chảy rồi, chứ còn này đừng cho là bữa thứ ba rồi đấy. Yeah. 3 ngày rồi đó. Chiều nó lại quậy mẹ nữa này. Yeah. Tức là mình ít thì quậy theo ít, nhiều quậy theo nhiều. Nếu mà làm giảng công nghiệp ông quậy được tấn thì ông cho anh tấn 3 ngày thì coi như heo phải nhiều. Mình nuôi nhỏ lẻ thôi thì mình quậy theo nhỏ lẻ. Yeah. Cái thuốc ủ men này nó được nhờ rồi vậy nó lợi này. Cứ mình làm theo nhu cầu. Yeah. Nhiều thì anh cho nhiều, quậy nhiều mà ít cũng được. Yeah, ông quậy mười mấy ký một mẹ cho nó ăn cũng được. Yeah. Nhưng mà phải ủ trước thời gian phải từ 18 tới 24 tiếng. Yeah. Thì nó ăn nó mới ngon. Không cần phải 48 tiếng đâu. Đây quậy đây nè, ban đầu con đưa về ủ cũng nói 24 tiếng tới 48, 36 tiếng nhưng đâu cần. Từ 18 tiếng là coi như là mình cho ăn rồi. Mà thôi có heo mới ăn, nó tiêu hóa không có phản ứng gì, coi như bất chắc là mình thấy nó ok rồi. Yeah. Nhưng mà nó có phản ứng như tiêu chảy rồi các cái về đường ruột thì nói thế chứ nó không. Yeah. Tiêu vẫn bình thường. Yeah. Vậy thì nó được cái hay là đó, tiêu là cái phần nó không hôi. Nó có lời. Cháu vô trong nó coi cho thấy cho cái phần nó đâu có hôi đâu. Dạ, không vô có hôi. Chuồng không hôi. Vô ngay chuồng cũng không ngay thấy chuồng hôi. Cũng hôi. Dạ. Hồi đó con đi cái chạy bò với Hóc Môn cũng không thấy hôi. Không cần đây nha, cháu đi xa đâu, ra đây được. Tôi siêu đi ngang được. Không cần, ngang đường đó là hôi. Cái phần của cái con heo nó ăn cám công thức rất là nóng. Dạ. Nó nặng mùi lắm. Nó chỉ cần coi như là 5-10 bãi phân của nó là hôi hết chuồng rồi. Phải rửa liên tục. Rửa, nó rửa mà phải cho ra chỗ ủ cũng phải cẩn thận, nó kìa không cẩn thận nó còn ô nhiễm nữa. À. Vậy cái đó là nó có độc. Không, nếu mà thấy mình cũng phải nói là nói khen cái gì chứ thực tế mà ai cũng nuôi như mình kiểu như vậy tôi bảo đảm không có bị ô nhiễm môi trường đâu. À. Không bị đâu. À. Tức là cái phần của nó nằm trong cái men này nó đã ủ chín, khi con heo trong đó nó hấp thu nó tiêu hóa gì là trong đó nó không bị nhiễm khuẩn. Vậy nó chứng tỏ là cái phần trước khi nó ra là nó cũng được nó tiêu hóa nó trước rồi. Nó luôn rồi nó mới ra rồi. Thì đương nhiên mọi cái mà coi như cái gì đã bị nhiễm khuẩn thì nó mới có mùi hôi, chứ không nhiễm khuẩn nó có mùi hôi. Dạ, giống như rồi. Cái con gà con vịt gì chết nó thúi thì nó mới hôi, chứ không thúi đâu có hôi đâu. Dạ. Nó nhiễm khuẩn rồi đó là nó hôi.